Các bác bây giờ em cùng các bác đi trực tiếp test cái sản phẩm này các bác nhé. Đấy, giống như cái con lực siết 880 Newton. Đấy thì hôm nay cũng với một cái bài test tương đối là nặng. Đấy, em sẽ test con này bắn siết cái con em dùng khẩu 17 nhé. Khẩu 17 và 19. Đây là hai con ốc này. Mấy con ốc em đã hàn vào đây nhé. Hàn chết chân rồi nhé. Các bác nhé. Hàn chết chân xuống cái miếng sắt này rồi. Đấy, để giờ em sẽ siết xem là nó có xoắn đứt được cái ốc này không nhé. Đấy, trước tiên là con 17 trước các bác nhé. Đấy, con 17 này. Đấy, các bác thấy không? Đứt ngay nhé. Đấy. Đấy, vết vết mới tinh các bác nhé. Đấy, các bác nhìn kỹ này. Đấy. Đây, em lấy led lại cho các bác xem này. Đấy. Rồi. Tiếp theo đến con 19 các bác nhé. Đấy, đến con 19 này. Đấy, đến khẩu 19. Thì cái con này này là cái con ngày hôm trước em siết đứt này, em đã hàn lại này. Đây, hàn lại ở giữa đây. Đấy, còn con này là con mới tinh. Giờ em sẽ siết thử cái con hôm qua em siết đứt và hôm nay em hàn lại nhé. Xong rồi em sẽ tiếp tiếp đến con này. Đấy, đứt luôn các bạn. Tiếp theo con này nhá. Đây là con mới tinh này, con này mới hàn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đứt ngay lập tức các bác nhá. Đấy, đứt còn dính cái ốc ở trong đây này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, sức mạnh của con này quá là kinh khủng luôn. Đấy, không thua kém gì con 880 Newton. Đấy, mặc dù nó siết mất thời gian lâu hơn một chút, nhưng mà về cơ bản thì với con này, các bác có ô tô con này, hoặc các bác làm gara ô tô này, các bác sửa xe máy thì sử dụng con này thì cực kỳ là ngon. Đấy, và một mức giá là cực kỳ hợp lý các bác nhá. Đấy, các bác nhu cầu thì các bác cứ alo trực tiếp cho em nhá. Xin mến chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cu Bẩm TV Điện Máy Trang Huề. Hôm nay thì em xin phép giới thiệu đến toàn thể các bác hai cái dòng sản phẩm bu lông, máy siết bu lông đầu đặc của Makita và Dewalt các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy đây, hai cái dòng sản phẩm này nó có cái thiết kế và cái kiểu dáng y hệt như nhau. Đấy, thì cũng xin phép chia sẻ với các bác hai dòng sản phẩm này thì nó là một thôi các bác nhé. Đấy, chỉ khác cái tem thôi. Thì nó là cái dòng máy siết bu lông và nó là đầu đặc các bác nhé. Và lực siết của máy là lên tới là 600 Newton. Đấy, và con máy này thì nó có tới 4 cấp tốc độ các bác nhé. Đấy, 4 cấp tốc độ. Đấy, không phải là 3 cấp mà là 4 cấp các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ trực tiếp em test một cái sản phẩm cho các bác cùng xem. Đấy, đây là em đang để ở cái chiều siết vào này. Đấy. Đây là tốc độ nhanh nhất này. Đây là tốc độ chậm nhất này. Đấy, các bác thấy chưa? Nó có 4 cấp tốc độ luôn các bác nhé. Đấy, và khi chúng ta đảo chiều, đấy, ở trên những con máy siết bu lông khác thì đảo chiều nó sẽ quay với tốc độ nhanh nhất. Đấy, nhưng mà con này nó sẽ có thể điều chỉnh được 4 cấp tốc độ như chiều siết vào các bác nhé. Đấy, có nghĩa là chiều mở ra nó có 4 cái tốc độ luôn. Đấy. Đây là chiều mở ra nhé. Đấy. Đây là tốc độ yếu nhất này, à nhanh nhất này. Đấy, tốc độ yếu này. Đấy, các bác thấy nhá. Đấy. Cái hay ở trên cái dòng sản phẩm này, đấy, nó là có 4 cái tốc độ và chúng ta dùng đảo chiều, có nghĩa là chiều mở bu lông và chiều siết bu lông đều có thể điều chỉnh được 4 cấp tốc độ khác nhau. Đấy, một cái ưu điểm mà em thấy là trên các cái dòng máy siết bu lông khác không có. Đấy, mà nó có trên con này các bác nhé. Đấy, rất chi là tuyệt. Đây, và em đã tháo sẵn một cái cục pin. Tháo sẵn một cục pin của máy ra rồi. Đấy, thì với những cái dòng có lực siết lớn như thế này thì chắc chắn rồi, mạch sẽ là 3 MOSFET, dòng xả cao các bác nhé. Đấy, và sử dụng chân pin phổ thông của Makita. Đấy, con này thì pin của nó là dung lượng là 2000 mAh. Đấy, pin này thì nó màu vàng vàng.
màu vàng vàng xanh xanh các bạn. Đấy thì đây là cái pin 4A các bác nhé, cầm chắc tay các bác nhé, cầm chắc tay, rất chi là chắc tay. Đấy pin tốt đấy. Đấy rồi. Đấy thì cái sản phẩm này thì hiện tại là bên em là vừa mới cập bến. Đấy và em cũng đã test thử rồi, máy cực kỳ khỏe các bác nhé. Đấy và hiện tại thì cái sản phẩm này bên em đang bán với một mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác. Đấy, với lực siết lên tới mắc lên tới 600 Newton. Đấy, trên thị trường thì chắc con này phải bán cái tầm cỡ là tầm 1,8-2 triệu. Đấy, nhưng mà trong cái clip ngày hôm nay khi mà các bác đặt hàng, đấy, em chỉ bán cho các bác với một mức giá ưu đãi là 1,550,000. Đấy, 10 bác đặt hàng đầu tiên em sẽ chốt cho các bác với mức giá siêu ưu đãi như thế này các bác nhé. Đấy, máy sẽ gồm có đầy đủ 2 pin 1 sạc. Đấy, còn các bác muốn mua thêm phụ kiện gì thì các bác alo cho em nhé. Vâng, số điện thoại em sẽ để ở dưới phần mô tả ở dưới màn hình, hoặc là hai số điện thoại em để phần bên dưới màn hình. Đấy, các bác có nhu cầu đặt hàng thì cứ alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại đấy nhé. Vâng, một lần nữa xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé. Vâng, xin chào.